Rồi các bạn chú ý về chính phí vận chuyển của chúng ta là nhập nhân số lượng nhân 5%. Chỗ này nó sẽ bằng đơn giá nhập. Chỗ này có thể là không cần ngoặc nhé, tại vì phép nhân. Đơn giá nhập nhân số lượng nhân 5%. Rồi chúng ta đã có được phí vận chuyển. Thành tiền đơn giá nhập nhân số lượng cộng phí vận chuyển bằng đơn giá nhập nhân số lượng cộng phí vận chuyển. Rồi đơn giá xuất, người ta nói là làm sao để có lời 10%. Như vậy đơn giá xuất chúng ta sẽ bằng thành tiền nhân cái gì nào? Lời 10%. Nhân. Nếu mà nhân 10% thì chúng ta chỉ có gì? Chỉ có 10%. Nhưng mà cái giá này là giá bán thì chúng ta nhân 110% để chúng ta có được cái giá lời. Tức là chúng ta có giá gốc là 1.180.000 thì chúng ta phải bán 1.299.000. Chúng ta có giá gốc là 385 thì chúng ta phải bán 424.000. Rồi bây giờ chú ý chỗ này. Cái hôm trước của chúng ta học cái hàm Brown. Vậy bây giờ chúng ta bán 1.299.375 được không? Vậy chúng ta bán bao nhiêu là được? Như vậy thì chỗ này chúng ta bỏ cái phần lẻ này đi. Vậy chúng ta sẽ dùng hàm round. Round cái này phẩy số mấy nè? Phẩy làm lẻ, làm cho rút ở phần trước thập phân. Âm 3. Mình bỏ đi 3 phần thập phân phía trước thập phân. Bỏ đi. Rồi, như vậy thì mình còn là 1.299, 2.599, 5.452. Đó, như vậy thì mình đã bỏ đi số lẻ thì cái giá của mình đưa ra bán nó sẽ hợp lý. Như vậy cái này vẫn đảm bảo được là lời 10%. Được chưa? Như vậy mình tận dụng được cái hàm round vào bên trong. Giả sử sau này các bạn nhận một cái món hàng về, các bạn bán hàng online chẳng hạn, các bạn có được một cái giá và các bạn muốn lời bao nhiêu phần trăm. Ví dụ bây giờ 10% mình đừng có để ở đây, mà mình đừng để cái chỗ này là 10% là mức mình muốn lời. Vậy chỗ này công thức của mình nó sẽ là bằng giá này nhân với mở ngoặc cộng với cái này nhân với đơn giá F4. Đó. Như vậy thì lúc này mình sẽ có được cái giá mong muốn. Ví dụ như mình muốn lời 15%. Đó thì giá khác, mình muốn lời 20%. Mình muốn lời 25%. Như vậy thì mình cứ đưa con số vô đây và nó cho ra cho mình một số cuối cùng. Round phẩy âm 3. Như vậy là chúng ta đã có được công thức để mà có được cái giá hợp lý. Ví dụ mình muốn lời 5% thôi, đợt này mình muốn xả hàng đúng không? Thì mình bán 1.240.000 thôi thay vì 1.299.000. Như vậy thì mình có được cái giá rất là nhanh. Ở đây mình để cái phần trăm ở đây luôn, khỏi cần mình phải tính vào công thức cố định. Như vậy tùy các bạn sẽ để thì nó có giá. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng các cái bài toán nhìn có vẻ như là nó khô, nhưng mà nếu như mà chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế, sau này các bạn bán hàng cái gì đó các bạn cần có một cái mức lời bao nhiêu phần trăm thì các bạn sẽ có những cái công thức tính rất là dễ dàng.
để đáp ứng được nhu cầu của mình.